dùng 50g loại lá này, 50g tươi. Những cành non như thế này thì chúng ta cũng có thể dùng được. Nếu như phơi khô thì chúng ta sẽ dùng 30g, sắc với 1 lít nước. Sắc khi nào nước sôi kỹ, chúng ta tắt bếp. Chúng ta rây lọc lấy cái phần nước này, chia ra uống trong ngày, có thể là 2 lần hoặc là 3 lần. Đây là cái bài thuốc mà Lâm đã giúp rất là nhiều người trị khỏi cái bệnh trĩ nội. Những người bị trĩ ngoại cũng có thể sử dụng bài thuốc này để uống bên trong. Kết hợp bên ngoài thì chúng ta sẽ lấy một cái lượng vừa phải, khoảng một nắm, nắm to to. Đó. Tiếp theo thì chúng ta có thể kết hợp với lá lốp, ngải cứu, mọi thứ một nắm. Chúng ta sẽ rửa thật là sạch. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào nồi. Một nguyên liệu kèm theo một củ nghệ, nghệ vàng nhỏ thôi, cỡ bằng ngón tay. Rửa sạch, đập dập, bỏ vào luôn. Chúng ta đổ vào khoảng 2 hoặc là hơn 2 lít nước. Chúng ta nấu sôi. Khi nồi nước đã sôi, chúng ta đợi thêm khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó thì chúng ta dùng cái nồi nước này, chúng ta xông búi trĩ. Đây là cái bài thuốc dành cho những người bị trĩ ngoại, bị lòi dơm, đau rát khó chịu. Vậy thì nếu như chúng ta bị trĩ ngoại thì chúng ta nên kết hợp bài thuốc uống ở bên trong và chúng ta sử dụng bài thuốc xong bên ngoài. Như thế sẽ giúp cho cái búi trĩ của chúng ta mau co lại. Nó sẽ giúp cho những người dùng bài thuốc này trị bệnh trĩ nội và trĩ ngoại không quá 10 ngày. Vậy thì nếu như bà con, quý cô bác, anh chị và các bạn mình đã biết đến cây này thì đây thật sự là một tin rất là vui. Cây này là cây ngái, người ta thường gọi là cây sung dại, cây sung rừng. Đây, thân cây rất là to, nhiều bà con mình chặt bỏ. Nhưng loại cây này chính là loại cây giúp cho bà con mình trị được rất là nhiều bệnh. Những người bị sỏi thận nên dùng quả của cây ngái để điều trị. Quả của cây ngái thì chúng ta sẽ dùng quả chín. Khi bà con mình dùng đúng cách thì sỏi thận của bà con sẽ tự mài mòn, sẽ tự tiêu sỏi và đi ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Bà con mình có thể cùng Lâm quan sát thật là kỹ cây sung rừng hay gọi là cây ngái. Cây này thì giúp bảo vệ gan cho bà con mình. Những người nào có giấc ngủ không sâu, giấc ngủ chập chờn thì nên dùng cây này. Bởi vì sau khi bà con mình dùng cây này thì nó sẽ giúp cho giấc ngủ của bà con mình cải thiện một cách rất là rõ rệt. Vậy thì nếu như bà con nào muốn trị sỏi thận, bà con nên thu hoạch cái trái của cây ngái này khi nó đã chín vàng. Đó, bà con lựa những cái trái mà nó không sâu bệnh. Chúng ta về chúng ta bổ đôi ra. Ở bên trong rất giống trái sung, bởi vì nó có tên gọi là cây sung rừng, cây sung dại. Đó, bà con dùng cái lượng trái chín này, chúng ta rửa sạch, bổ đôi, phơi khô, đúng không? Bà con cũng có thể sấy khô, chúng ta bảo quản tốt để dùng dần. Những người nào bị bệnh sỏi thận, nếu bà con mình đi phẫu thuật để lấy sỏi thận ra, thì có một điều bà con nên nhớ rằng, bà con sẽ rất là dễ bị sỏi thận lại. Nếu như bà con dùng bài thuốc từ cái trái ngái, chính xác hơn thì nó là cái trái chín của cây ngái này. Ở dạng khô, mỗi một ngày bà con dùng cho Lâm là 100g. Chúng ta sắc với 1 lít nước. Bà con hãy đun nước. Khi nào nước trong ấm của bà con cạn lại còn từ 200 đến 250ml thì bà con tắt bếp. Bà con dùng cái lượng nước này chia ra 2 hoặc 3 lần bà con dùng trong ngày.
Đây là cái bài thuốc sẽ giúp cho bà con mình tán sỏi, tiêu sỏi, và chúng ta dùng để điều trị cái bệnh sỏi thận cho bà con. Nếu như bà con dùng bài thuốc này thì nhất định sỏi thận sẽ không bao giờ tái phát. Có một điều làm chú ý với bà con, đó là nếu như bà con mình bị trĩ ngoại, thường bà con mình sẽ đi phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật hiện tại dao động từ 6 đến 10 triệu tùy theo nơi. Nhưng khi bà con mình phẫu thuật thì sẽ tốn thêm chi phí kèm theo, ví dụ như ăn uống đi lại rất là nhiều. Và rất là nhiều các cái ca phẫu thuật trĩ có khả năng tái phát rất là cao, tỷ lệ tái phát từ 30 đến 40%. Vậy thì với cái nguyên liệu cây ngái hoặc cây sung dạ như thế này, bà con mình điều trị gần như là miễn phí. Chúng ta chỉ cần dùng một nắm lá như thế này, khoảng 50g tươi, 30g khô, chúng ta sắc thuốc, chúng ta uống hàng ngày. Nếu như chúng ta bị trĩ ngoại hoặc là lòi dơm thì bà con có thể kết hợp thêm cái bài thuốc xong để giúp cho bệnh tình của bà con mà nhanh khỏi. Rất là hay đúng không bà con? Hiện tại thì cái bệnh trĩ gần như là một cái bệnh rất là tế nhị, và rất là nhiều người đang mắc phải cái bệnh này. Những người làm văn phòng thường xuyên ngồi rất là dễ bị bệnh trĩ. Những người hay bị táo bón rất là dễ bị bệnh trĩ. Vậy thì bệnh trĩ khi bà con mình đã quyết định đi điều trị, đây có thể nói là giai đoạn rất là nặng rồi. Bà con mình phải cần đến cái biện pháp phẫu thuật hoặc là các cái biện pháp đặc trị khác. Nhưng hôm nay khi bà con xem được cái video này, bà con có thể nán thời gian phẫu thuật lại khoảng một tuần lễ. Bà con sử dụng bài thuốc từ cái lá ngái hoặc là cái cây sung dại, sung rừng này. Bà con dùng khoảng một tuần lễ, khi đó thì bà con vẫn còn kịp thời gian để quyết định có nên đi phẫu thuật hay không. Nếu như bài thuốc này phù hợp với cơ địa của bà con, Lâm tin chắc rằng chỉ cần sau 3 ngày bà con sử dụng bài thuốc này thì bà con sẽ không đi phẫu thuật. Bởi vì bài thuốc này sẽ giúp cho bà con mình trị khỏi các cái bệnh trĩ nội, trĩ ngoài hoặc là lòi dơm một cách rất là nhanh chóng. Sau 7 ngày, có khả năng bà con khỏi bệnh. Cây ngái, cây sung dại hay là cây sung rừng này, ngoài việc giúp cho bà con mình điều trị các cái bệnh về trĩ, lòi dơm cũng như là sỏi thận, thì cây này như Lâm đã công bố giúp cho bà con mình ngủ ngon hơn, có giấc ngủ tốt hơn, giúp bảo vệ tế bào gan của bà con. Ngoài ra, nếu như bà con nào đau nhức xương khớp thì bà con có thể dùng các phần thân của nó. Nếu như bà con dùng cái vỏ thân của nó, đúng không? Cái vỏ thân thì bà con nên cố gắng chúng ta lấy cái phần vỏ thân thôi, bỏ cái lớp vỏ bên ngoài, chúng ta lấy cái phần bên trong, bà con ngâm vào nước vo gạo một đêm. Sau đó thì bà con rửa sạch lại ha. Chúng ta sẽ tiến hành phơi khô và chúng ta dùng dần. Mỗi một ngày bà con có thể dùng giúp Lâm từ 25 đến 30 gram. Bà con sắc với 5 bát nước, khi nào cạn còn 3 bát thì chúng ta tắt bếp, chúng ta chia 3 bát thuốc này ra, chúng ta dùng. Đây cũng là một bài thuốc giúp cho bà con mình trị đau nhức xương khớp, rất là hay. Vậy thì cây ngái này, thật sự Lâm khuyên bà con đừng nên chặt bỏ. Bà con hãy thử sử dụng cái bài thuốc từ cây ngái này, sau đó thì hãy cho Lâm biết kết quả. Rồi, Lâm chúc bà con mình sử dụng bài thuốc có hiệu quả. Và Lâm tin chắc rằng nếu như bà con mình tin tưởng và sử dụng bài thuốc từ cây ngái, bà con sẽ thu lại một cái lợi ích rất là lớn, lợi ích về sức khỏe, lợi ích về vật chất. Đến đây Lâm xin cảm ơn quý bác anh chị và các bạn mình đã dành thời gian theo dõi cái video của Lâm. Lâm rất mong nhận được sự đóng góp cũng như là góp ý từ quý bác anh chị và các bạn mình. Mọi đóng góp cũng như là ý kiến của quý bác anh chị và các bạn nên để trong phần bình luận của video. Lâm sẽ tiếp nhận và phản hồi đến cho quý bác anh chị và các bạn mình trong thời gian sớm nhất có thể. Rồi, còn bây giờ thì Lâm xin phép quý bác anh chị và các bạn, Lâm sẽ kết thúc video tại đây. Lâm xin kính chúc sức khỏe quý cô bác anh chị và các bạn. Lâm rất mong muốn quý cô bác anh chị và các bạn mình sẽ luôn luôn bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn mình trong những cái video tiếp theo.